là bị học sĩ qua ở giữa hơi đụng đụng, còn cái dưới trọng keo thì nó không có bị gì tới, thì cái đó là không vấn đề. Đó là những cái điều kiện nhập khẩu. Cái lượng mẫu cần lấy, em để ý cái chỗ này nha, cái lượng mẫu cần lấy thì em lấy nhiêu cũng được, tính toán tùy thuộc vào yêu cầu kiểm tra, nhưng ít nhất phải đủ cho 3 lần phân tích hoặc phải đủ để thực hiện các phép thử, đảm bảo thu được kết quả chính xác và tin cậy. Thông thường mỗi lô sản xuất được lấy 2 mẫu đó. Như vậy thì cái này là cái quy định của những cái công ty dược, tức là tự sản xuất, mỗi lô sản xuất được lấy 2 mẫu. Cái này cũng dành cho thanh tra giám sát, đúng không, của cái người mà sản xuất đó, của cái công ty. Nhưng mà khi mà thanh tra giám sát thì chúng tôi sẽ có một cái bảng để cho em coi các cái cơ số lấy mẫu, còn cái này là trong công ty của em lấy thì em làm sao làm, ít nhất là đủ cho 3 lần để mà phân tích ha. Ví dụ như kiểm nghiệm viên nói là cái nguyên liệu này cho là mẫu phân tích với mẫu lưu là 100 gram thì em phải tuân thủ cho người ta 100 gram, bởi vì lúc đó là người ta đã tính toán cho 3 lần để phân tích rồi. Rồi thao tác và trình tự lấy mẫu nè, thì cái này em có thể là nghe những cái bài này nè, em nghe thì em sẽ học nó dễ hơn. Còn em coi thứ nhất là nó dài, thứ hai là em chưa có kinh nghiệm nhiều ở trong cái công tác mà lấy mẫu ha, hay là kiểm nghiệm, em sẽ thấy nó rất là kỳ cục, nó có nhiều cái nó rất là khó, nhưng mà cố gắng nghe một tí. Rồi nguyên tắc lấy mẫu là tùy theo mục đích kiểm tra và từng loại sản phẩm thì người ta quyết định theo cái phương pháp thích hợp. Quá trình lấy mẫu phải được giám sát ghi chép lại đầy đủ, và em phải có những cái quan sát rất là đặc biệt, xem cái tính không đồng nhất của nó, em coi coi chừng là cái chất lỏng đó nó thủa, hoặc là nó biến màu ha, hoặc là nó ống ánh nó ra những cái màu giống như là dùng quang phát quang vậy đó, thì coi chừng là nó có thể bị hư rồi đó, dấu hiệu không đồng nhất. Rồi không trộn lẫn, phối hợp các mẫu được lấy từ các phần có dấu hiệu khác nhau, không trộn lại. Đó như này cô nói em học xuống vào ba cái nơi của cái bình đó, một chất lỏng đó mà nó khác nhau thì coi chừng nó khoan cái trọng tài. Đối với các sản phẩm thuốc, quy trình lấy mẫu cần tính đến phép thử chính thức và phép thử bổ sung đối với từng dạng thuốc. Phép thử bổ sung làm sao em, ví dụ như sau khi em làm xong cái đó, em làm trên một cái độ đồng đều về hàm lượng, cho nên là thay vì em lấy 70 viên em phải tính thêm cho người ta mấy chục viên nữa để người ta làm phép thử bổ sung, hoặc là bổ sung thêm về vi sinh, bổ sung thêm về độ mài mòn, vân vân. Trình tự lấy mẫu đó nè, kiểm tra tình trạng vật lý, cái này là cái rất là dễ, khi mà đi vào trong cái khu vực mà cần kiểm tra đó thì em phải quan sát trước, em xem cái lô hàng đó sắp xếp làm sao, thông thường nó sắp xếp đàng hoàng, có bị tráo trật tự hay không, rồi có bị theo cái giống như ta có cái mũi tên đi lên thì cái thùng đó nó mũi tên nó đi xuống, nghĩa là nó làm tùm lum hết đó. Rồi cái phân tích theo từng loại sản phẩm và từng lô sản xuất, mỗi lô là cách riêng thùng hàng có dấu hiệu bị hư hại, không đảm bảo vệ sinh, lấy mẫu riêng loại bỏ các đơn vị bao gói không có nhãn. Rồi đây là cái chắn nè em, thao tác và trình tự lấy mẫu nè, từ lô sản phẩm lô đó chúng ta đang chấp nhận, em lấy mẫu làm sao mà em lấy ít thôi mà đại diện cho nguyên một cái lô đó đó ha. Vậy thì em coi chỗ này cô bắt đầu từ đâu, em biết cái ống tiêm không, ống tiêm vitamin C 5 ml, 10 cái ống tiêm người ta đóng trong một cái vỉ, hiểu chưa, 10 cái vỉ người ta đóng trong một cái hộp, tức là hộp là 100 ống. Rồi chỉ khoảng 50 hộp người ta bỏ vô trong cái thùng, đúng không? Như vậy thì cái thùng đó chính là đơn vị lấy mẫu đó. Em lấy đơn vị lấy mẫu là lấy một thùng chứ không phải ống tổng nha. Ví dụ sau khi em tính toán là em lấy 5 thùng, là trong cái đống đó em lấy thùng này nè, thùng này nè đó, lấy cái thùng này lên hàng thứ tư lấy cái thùng giữa đó là những cái đơn vị lấy mẫu nha. Rồi mở các bao gói, đơn vị lấy mẫu của em là cái thùng. Rồi mở các bao gói là cái hộp để lấy cái mẫu ban đầu. Ở trong cái thùng thì có cái hộp, đúng không? Em lấy mỗi thùng á, em lấy 5 thùng rồi tính cơ số, chút nữa chỉ tính 5 thùng hoặc là 11 thùng hay là 10 thùng nó bó lên. Lấy ra xong, mở cái hộp ra, mở thùng lấy hộp, lấy 3 hộp, hay lấy thùng này lấy 2 hộp, thùng này lấy nửa hộp thôi. Rồi sao nữa, mỗi hộp em lại mở ra, em lấy hộp này với 3
quỹ, hôm này em lấy 2 quỹ, hôm kia em lấy nửa quỹ thôi nha. Rồi sau nữa, rồi em làm kính ngay lại các bao gói đã được lấy mẫu, số lượng nguyên liệu trong mẫu ban đầu được tính toán đủ để chuẩn bị mẫu tiếp theo. Vậy thì nãy giờ đây là cái sơ đồ của em ạ. Cái lô sản xuất thì em có cái đơn vị lấy mẫu ha, là thùng. Sau đó là em lấy cái mẫu ban đầu là những cái hộp đấy ha. Mẫu ban đầu là em trong thùng em mở ra lấy cái hộp, rồi cái mẫu ban đầu của em là những cái vỉ, rồi từ cái vỉ đó em lấy ra những cái ống, đúng chưa? Em trộn hết tất cả những cái ống một đống lên lại thì em sẽ biết rằng khi em lấy cái ống đó nó đại diện cho cả lô rồi. Bây giờ em muốn cái ống nó thuộc vào cái hộp nào, cái vỉ nào và cái thùng nào nữa đó, để chứng tỏ là lấy mẫu đại diện là như thế. Cô có để vỉ cái để thùng của em á, rồi trộn đều các tổ mẫu ban đầu là những vỉ lại thành những cái mẫu riêng. Mẫu riêng là cái chỗ này là bao nhiêu ống, dựa vào cái kiểm nghiệm viên hoặc là cái cơ số của nhà nước bắt buộc đưa 200 ống hay là đưa 50 ống, em cứ lấy ra đưa cho người ta, đưa cho kiểm nghiệm viên. Còn cái phần còn lại là sao, em để nó riêng, tại vì tất cả những thùng sau khi lấy ra rồi em không có mở được. Như vậy thì em thấy là mình có những mẫu nào nè, đơn vị lấy mẫu là thùng ha, rồi mình có mẫu ban đầu, mình có mẫu chung, mình có mẫu riêng, mình có mẫu cuối cùng. Mà cái mẫu cuối cùng là gồm có hai cái là mẫu phân tích và mẫu lưu. Đó là thao tác và trình tự lấy mẫu nắm trong luôn chỗ này. Và cái đơn giản mà cô cho cái ví dụ đó là những cái ống, rồi trong cái vỉ, rồi trong cái hộp, cái thùng là để cho em dễ theo dõi. Rồi sau khi lấy mẫu xong thì sao? Thành viên là tham gia lấy mẫu phải niêm phong riêng việc phân tích và mẫu lưu đó, thì em sẽ chia làm hai phần. Có những trường hợp đặc biệt thì bốn phần giống như nãy nói. Và sau khi em chia phần ra rồi đó, nó cũng một cách ngẫu nhiên, chứ không có lựa chọn gì chứ, một cách ngẫu nhiên em sẽ gói nó lại, em quấn băng đàng hoàng, em coi như là em niêm nó đàng hoàng, bắt cái tên đàng hoàng đó để cho khỏi có tráo nha. Rồi trên niêm phong của mẫu phải ghi rõ hàng tháng và ít nhất là có chữ ký của cái người lấy mẫu và đại diện cơ sở được lấy mẫu. Thông thường nếu có chuyện gì em đứng ta ký cái mẫu mà hàng thiệt mà đâu có gì sợ, nhưng mà em thấy là khi mẹ em người ta ký, ta không ký thì em biết là nó có chuyện, có vấn đề ha, ta sợ trách nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, phần còn lại sau khi lấy mẫu cũng phải niêm phong để đề phòng sự tráo mẫu thuốc nguyên liệu đó. Sau khi em lấy xong thì còn cái phần dư đó ha, trong những trường hợp đặc biệt là em cũng phải niêm phong luôn. Rồi lập biên bản thì nếu mà em có trưởng đoàn, tức là đi 2-3-4 người thì trong đó có một trưởng đoàn, nếu thiếu chữ ký của trưởng đoàn mà để một trong những người nào trong đó thì không được, vô giá trị. Người ta đề cao cái nhiệm vụ của trưởng đoàn, do đó phải có chữ ký của trưởng đoàn. Một điều thứ hai, nếu cái người mà được lấy mẫu, được cái vị nhiễm quyết đó mà không chữ ký thì có cái người chứng kiến ký. Cái người chứng kiến rất nhiều khi em vô em trộn trộn thế nào chứ, chúng ta đứng gần ta dòm nhiều lắm, nhưng mà biểu kiến đâu có ký đâu, không có mua gì đứng đầu vô rõ làm gì mệt, phải không? Do đó thường thường thí dụ như cô đi theo có những trường hợp là cô phải ký giống như người chứng kiến thôi à, thì người chứng kiến mình ký cho người ta. Và cái biên bản đó thì làm thành 3 bản, lưu tại cơ sở được lấy mẫu là cái chỗ người ta bán thuốc ha, rồi cơ quan kiểm nghiệm, rồi cơ quan quản lý kiểm tra chất lượng thuốc, đó là cơ quan kiểm nghiệm. Rồi một cái nữa là sở y tế, hoặc là ở các cô thấy thường thường là giao cho chỗ mà phân viện khoa học hình sự. Rồi bây giờ tới cách thức lấy mẫu nha. Cách thức lấy mẫu, nếu mà nó có những trường hợp trước khi mình giảng cái này thì cô đưa em coi một cái bản cuối cùng tổng thể đã. Đây đây là cái bản cách thức lấy mẫu nè, em coi cái bản này là một cái bản tổng quát để cô sẽ giảng đường trở lên. Mình có mẫu gì, nguyên liệu, mình có mẫu bán thành phẩm, mình có mẫu vật liệu bao gói, thuốc thành phẩm và dược liệu, đúng không? Đây là một cái bản tổng quát lại đó. Nguyên liệu, mà nguyên liệu của em nếu mà có mẫu bao gói thôi thì cái dạng rằng em làm sao em lấy cái xong á, cái xong gạo nhỏ nhỏ đó, xong bộ em xong cái bên đây quan cái em lật lên xăm xuống cái
ba hoặc là bốn nơi, và em xem những cái nơi đó nó giống 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 nhau hết, em trộn lại, đúng chưa? Rồi nếu mà kiểm nghiệm viên nó nói là cho tôi là 100 gram thì em cứ lấy 100 gram, cái phần còn lại bắt buộc đây là cái nguyên tắc không được đổ vô trong cái bao trở lại, không mở bao ra để đưa vô đâu, mà em để vô trong một cái bao riêng, rồi em niêm phong nó lại để gắn liền những cái bao đó.